chào tất cả các bạn đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Thì hiện tại là Quỳnh đang có mặt tại The Master Beauty Training Center, là một trong những nơi tiên phong trong ngành làm đẹp với những trang thiết bị hàng đầu và tiên tiến nhất. Tại đây chị Anh Dược chuyên giúp chị Aura Relief của giáo sư Paul Martin là trong điều chỉnh gương mặt theo tỷ lệ vàng, bạn đẹp và bạn là duy nhất. Thì theo tôi thấy cái mũi của mình á, cái sống nó hơi thấp, đồng thời cái đầu mũi thì nó hơi bị cúp xuống. Cho nên bây giờ tôi sẽ dùng chỉ tôi làm cho cái đầu mũi của em nó cao lên, đồng thời làm cái sống cho nó cao lên, thì nhìn cái mũi cho nó thon thả, cho nó đẹp. Từ trước đến nay mọi người vẫn hay suy nghĩ rằng gương mặt to mình phải gồng hàm, hoặc là khi mà mũi thấp mình phải phẫu thuật nâng mũi. Nhưng phương pháp phẫu thuật lại rất là mất thời gian của các bạn. Quan niệm này thì thật sự là đã cũ. Đến với The Master, phương pháp làm chỉ không phẫu thuật sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề trên mà không hề đụng đến dao kéo, nhưng không mất thời gian nghỉ dưỡng và đảm bảo cho bạn mang lại nét đẹp tự nhiên, không rập khuôn. Bạn vẫn là bạn nhưng chỉ có đẹp hơn thôi. Thì ngay đến đây mọi người có thấy hấp dẫn không ạ? À? Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp một vị khách hàng để xem vị ấy đến với The Master hôm nay mong muốn thay đổi điều gì nhé. Tuyền thì chị có thể là cho em biết mình tên là gì được không ạ? Dạ, chào chị, em tên là Thương ạ. Hôm nay chị đến với The Master Việt Nam á, thì mình mong muốn là thay đổi điều gì chị Thương ha? Dạ, như chị thấy thì phần mũi của em, sống mũi nó không được cao lắm, cho nên là em muốn cải thiện phần mũi của mình để cho nhìn nó thanh thoát hơn. Dạ. Nhưng mà em rất là sợ đau, sợ phẫu thuật. Dạ. Qua tìm hiểu ở nhiều nơi thì em có thấy trong web của bên mình, cho nên là em tới đây để em thăm khám và em tìm hiểu thì em biết được là mình có nâng mũi bằng chỉ, không sưng, không đau và không cần nghỉ dưỡng. Với tính chất công việc của em thì em không có thời gian nhiều, cho nên là hôm nay mình thăm khám và mình làm được lại. Dạ, thì bây giờ em sẽ không làm mất thời gian của chị và bác đây nữa, thì em mời chị vào trong phòng mình làm dịch vụ để là mình sẽ xem sự thay đổi sau khi mà làm mình thấy như thế nào chị. Em mời chị vào trong ạ. Dạ, chị đi theo em. Chỉ Ultra Relief được phát minh bởi giáo sư Von Hansin là loại chỉ được dùng trong thẩm mỹ làm đẹp không phẫu thuật. Chỉ có tác dụng nâng cơ, kéo căng vùng da gãy xệ và tạo đường nét mọi vùng cơ thể. Chỉ Ultra Relief có khả năng tự tiêu và tăng sinh kích thích tăng sinh collagen elastin. Khi em thực hiện xong ca nâng mũi bằng chỉ này, em cảm thấy rất là hài lòng. Sống mũi em nó cao và thanh thoát hơn rất là nhiều. Nhìn dáng mũi nó rất là tay và nó không đau nữa. Nếu mà em biết như vậy thì em đã làm sớm hơn rồi. Dạ. Như mọi người thấy ha, sống mũi chị Thương nhìn cực kỳ tay, thẳng. Và sống mũi, cái đầu chóp mũi của mình là cũng cao lên, nhìn nó nhỏ hơn. Dạ thì cảm ơn chị Thương đã sử dụng dịch vụ tại The Master Việt Nam. Thì em xin chúc chị Thương sẽ luôn xinh đẹp và luôn đồng hành lâu dài cùng The Master chị Thương nhé. Thì các bạn ơi, trong tháng 4 này The Master đang có chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn cho dịch vụ nâng mũi bằng chỉ này, chỉ với giá 10.200.000 thôi. Cho nên các bạn là nhanh tay mình đăng ký dịch vụ này để được hưởng ưu đãi nhé. Và nên nhớ giá 10.200.000. Thì các bạn có thể là đến trực tiếp The Master tại số 41/6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mình liên hệ trực tiếp qua số hotline 0943 178 188 để được hướng dẫn và đăng ký dịch vụ ạ. Thì thời gian là cũng là kết thúc rồi, thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.